Màn hình máy của các thành viên bên phía team. Vâng, màn hình máy của thành viên bên phía team VNV. Trận đấu bán kết bây giờ đã 7 giờ tối rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi một chút để cho anh em có thể soi quân. Vâng, chim sẻ là người được cầm Babylon ở trong trận thi đấu đầu tiên. Katarian của game thủ Hello Chip Boy, Phonician của game thủ U98, và cuối cùng đó là Per của Mạnh Hào. Trong khi phía bên kia thì quân có thêm bên phía B Club lần lượt Tiểu Màn Thầu là người được cầm. Vâng, Tiểu Màn Thầu là người được cầm Greg. Acidian trong tay của Bell. Xen trong tay của Dương Còi. Và cuối cùng đó là Roman trong tay của game thủ BB. Vâng, ở trận đấu đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với màn hình máy của, vâng, một tay chém. Đó là người cầm Persian, game thủ Mạnh Hào. Một trận đấu mà nhiều khả năng rằng sẽ có kẹp xong. Vâng, tơn ăn hiêu voi trước tới từ game thủ Mạnh Hào. Một vâng, một trận đấu đánh bài tàu nhưng mà có lẽ là vẫn phải đóng quả thôi. Vâng, đóng ngờ để ăn quả thôi khi mà không có thêm hiêu voi gì. Ý đồ là kích 8 này cho Mạnh Hào nhưng đen, không có hiêu voi. Vâng, ở trong vòng đấu trước thì game thủ, các game thủ ở phía team Sài Gòn đã quyết định là chịu nhận thua luôn. Để cho, vâng, giải đấu có thể diễn ra nhanh hơn, bởi vì dù sao đó cũng là những trận đấu mang tính thủ tục. Khi mà Sài Gòn chắc chắn bị loại và Game TV cũng như Thái Bình chắc chắn có được những tấm vé vào trong vòng trong thì Sài Gòn quyết định là nhận thua luôn để có thể giải đấu nó có thể diễn ra nhanh hơn, bởi vì lúc đó là 7 giờ tối rồi. 20/24 màn hình máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Hai quả phụ, hai hiêu. Bài Persian của Mạnh Hào cũng không phải là quá mắc khi mà anh phải ăn thêm và không có voi hiêu trong trận đấu này. Còn đây là máy của game thủ Hello Chip Boy, một bài cầm Katarian ở phía bên trong. Trận thi đấu bán kết của giải đấu, vâng, chúc mừng sinh nhật Vec lần thứ 7. Nó đang diễn ra theo đúng quy trình khi mà 4 team được đánh giá là mạnh nhất ở trong giải đấu lần này thì được vào vòng trong, đó là team Thái Bình, Game TV, BB Club và Skynet. Hà Nội. Vâng, 4 team mạnh nhất. Vâng, là 4 cái tên có mặt ở vòng trong cũng khá xứng đáng thôi, cũng rất xứng đáng thôi. Hiện tại ở trong vâng, ở phía bên kia chiến tuyến thì Hà Nội cũng đang đại chiến với team Thái Bình để có thể tìm ra được một, vâng, cái tên bước vào vòng chung kết ngày hôm nay. BB đánh với 22 nông dân. Vâng, màn hình máy của game thủ chim sẻ, 25 nông dân Babylon. Một trận đấu mà chim, vâng, mà BB Club sẽ, vâng, BB sẽ là người đánh chém bán máu. U98 là người được gặp Phonician và gốc rất đẹp. Cần phải thi đấu tập trung khi vào đến vòng bán kết thì không có một game thủ nào, vâng, mong muốn rằng mình sẽ ra về sớm cả. Ai cũng mong mình ra về muộn. Vâng, sẻ thì cũng đã từ sáng sớm đã ỉ ôi rằng là được đặt vâng, được để xe ở một khu vực khác, bởi vì nếu như đánh đến chung kết sẽ phải cực muộn, tính toán cực xa. Và hy vọng rằng em sẽ được về muộn nhất trong ngày hôm nay. 26 nông dân tới game thủ U98 và quay trở lại với máy của game thủ Mạnh Hào. Hai sư tử, vâng, bắt đầu di chuyển con ngựa giò. Công giáp đầy đủ, sẽ có nhà kẹp xăm nhưng nhà kẹp xăm sẽ dành cho game thủ Hello Chip Boy. Còn Mạnh Hào sẽ là người chém thẳng vào phía bên trong cánh. Vâng, đây là BB. Và hết gỗ dành cho Mạnh Hào. Hơi đen.
bò vào kìm không. Vâng, tôi đang cảm giác là hơi lòng hoàng bãi vàng này của game thủ Mạnh Hào. Một e nữa thôi. Vâng, kín rồi. Rất kịp thời, con Ngựa Giò bắt buộc phải đi về nhà để có thể thủ. Một trận đấu mà BB là người lên đời siêu vũ vàng, có sự đột biến cao. Nhưng con Ngựa Giò của BB là con Ngựa Giò không phải là công giáp đầy đủ. Vâng, cắt đông dần ra để có thể căn ăn thêm gỗ. Sau khi lên đời xong sẽ là một chiếc nhà BP dành cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, với một cái ruộng thì Hào không muốn đóng P thì phải. BB sẽ là người có chém trước so với game thủ Mạnh Hào. Một L thôi. Vâng, nhiều khả năng rằng sẽ có một nhà T tới từ game thủ BB để có thể ôm bom chết người cầm Persia này. Đó là cái bài cổ truyền và quen thuộc bởi các thành viên của, vâng, bởi những game thủ gần đây khi vâng bài 1L3 đang được rất nhiều các game thủ trẻ sử dụng. BL thứ hai dành cho game thủ Mạnh Hào, chứ đó không phải là một nhà P. Quyết định là đánh chay lạc đà trong trận đấu này và đi ăn hoang thêm một vâng bầy hiệu khác. Trong khi đây là màn hình máy của game thủ Hello Chipboy để tìm xem ai là người kẹp xăm, và đúng là Bi. Bi là người kẹp xăm trong trận thiếu này. Vâng, trở lại với Hào. Bị công phù tới từ BB. Vâng, như vậy thì khê rồi khi mà phía bên kia Chipboy cũng chỉ là người cầm Catalian thôi. Chipboy sẽ người phải ôm bom, vâng, phải đánh chết được nhà của người cầm Roman, đó là game thủ BB, thì Mạnh Hào mới có thể thở được. Chứ còn nếu như bị ôm phù thế này, vâng, thì pháo đỏ của BB khá căng. Một trận đấu mà chưa thể nói trước điều gì cả. Hào lên đời cũng tương đối sớm, nhưng BB là người có được sự đột biến nhất định. 2P dành cho BB. Vâng, lại là một pha vẩy e hay và tiếp tục mất một con lạc đà nữa dành cho game thủ Mạnh Hào. Cú cực kỳ lộc lá dành cho BB ở trong trận đấu này. Cần phải có cung R, nếu không thì cả Chipboy sang cũng sẽ không thể nào làm gì được BB ở trong trận đấu này cả. Tham lai, vâng, vẫn đang cân thôi, nhưng mà Hào đang có một tham lai tương đối nhỏ, mất quá nhiều lạc đà trong những tình huống vừa rồi, trong những tình huống vừa qua. Chém thẳng vào phía bên trong nơi mà game thủ Dương Còi đang vâng, đó là nhà của game thủ Dương Còi. Bơm gỗ cho chim sẻ. Màn hình máy của game thủ chim sẻ đang tham lai là 25. Vâng, như vậy là sẻ đi dâng và chỉ để một mình game thủ U98 là người đánh vâng, là người đánh cung thôi. Một trận đấu mà nếu như chim sẻ đi dâng A thì tôi nghĩ là hay hơn, khi mà phía bên kia BB đang có một bài đánh châu phù thủy. Vâng, đánh như thế này thì rất khó để cho game thủ U98 có thể đẩy, vâng, có thể đẩy được cung R sang để bắn phù thủy của BB. Và BB sẽ cực kỳ phũ của cánh viên kia, không ai có cung R cả. Vâng, rất căng. Trong khi đó cánh viên bên này thì U98 nhiều khả năng sắp chết rồi. Quay trở lại với trận đấu này, thế một thế đang là khó khăn dành cho các thành viên của bên phía Team Green TV, khi vâng BB đang cực kỳ bá đạo cái bên kia với bài châu phù hợp lý của mình. Còn U98 thì đang gặp khó khi có cả game thủ Tiểu Màn Thầu đang sang đây. Một bài Tiểu Màn Thầu chỉ là người cầm Glick thôi, nhưng cực kỳ đông ngựa chém và bị ốp A, không cửa đỡ dành cho U98 trong trận thiếu này. Vâng, xong mình khiên đi ra. Chém của Tiểu Màn Thầu nó là quá đông đi. Trận đấu sẻ là người đi dâng L, mà tôi nghĩ rằng nếu như đi dâng A thì là ai hơn. Vừa có thể chống được phù thủy của BB mà lại vừa có thể bắn vâng các cơ sở một cách đơn giản hơn. Tạm thời thì vẫn đỡ được nhà thôi. Vâng, tạm thời là đỡ được nhà thành công, nhưng như thế này thì bên kia sẽ cực khỏe. Vâng, tham lai bắt đầu bị đi. Phonesian của U98 là người tạm thời to nhất ở bản đồ ở thời điểm này. Nhưng Mạnh Hào đã chết hẳn rồi. Tham lai chỉ còn là 13. Một trận đấu đánh cực quái của game thủ BB khi kẹp xăm. Chipboy là 42/52. Chipboy cũng là một tham lai to với việc cầm Catalian đánh tại nhà. U98 cũng đang tham lai ổn. Vâng, nhưng vấn đề là đeo ở phía bên kia cũng sẽ là một bài đánh mà AC của bên đội bạn cũng khỏe, và xe bên phía đội bạn cũng khỏe. Tham lai đang bị đè khoảng 52 và 48, không quá nhiều. L3 dành cho game thủ Hello Chipboy.
Vâng, đánh đời 4 thì Catharian hay Phoenician đều là những đại quân cực lợm. Bây giờ thì vâng, bài châu phù của T-Boy sẽ bị khắc chế bởi những con phù thủy của BB, khi BB là người đánh châu phù thủy. Vâng, U98 phải đẩy sang 1-2 con cung đờ sang phía bên này thì mới có thể được. Màn hình máy của game thủ U98 không thể ra được khỏi nhà, khi mà Dương Còi là người gây áp lực. Phải nói rằng các game thủ bên phía BB Club đang đánh rất tốt trong trận thi đấu đầu tiên. U98 là người đánh cung đờ duy nhất và không thể ra được khỏi nhà để bắn phù cho T-Boy, thì khả năng T-Boy sẽ bị công hoảng. Hoặc là sẻ cũng phải ra là 1-2 con cung đờ đi, hoặc là sọc giấy cũng được. Đơn lao thẳng vào nhà AC Dan của game thủ chim sẻ. Pha 7E của sẻ, không, đó là pha 7E của Dương Cò, vâng, của game thủ Bell thì đúng hơn. Tân quân mới nở ra vẫn đang gây áp lực lên nhà của game thủ Bell để cho Bell không thể đẩy được nhà của game thủ U98. Điểm số của U98 vẫn đang rất cao. Nếu như đánh đời 4 thì phải lên 4 trước đối phương thì mới có cửa. Vâng, chỉ cần cân thôi là khuê lắm rồi. 28-40, sẻ vẫn đang cố gắng lao vào ruộng của game thủ vâng Bell, và đây là một tên mà khả năng bị bắt quân là rất cao tới từ game thủ chim sẻ. 4 lắc đà phía bên trong sẽ nằm xuống. Càng đế à rời. Vâng, thế là rất căng. Tham Lai càng đánh thì càng bị đi. Chim Boy bị đánh bay. BB đánh cực kỳ kinh nghiệm trong trận này, đấu này với một thế bị kẹp xăm. Siêu kinh nghiệm dành cho BB. Cái miếng này sẽ chỉ còn một mình nhà của game thủ U98. Và công việc của thành viên bên phía Game TV đó là phải giải quyết nhà của người cầm AC Dan càng nhanh càng tốt. Bởi vì nếu như AC để cho AC Dan có một thế trận khỏe và đẩy quân cùng với những người đồng đội của mình thì là cực khó. Đây lắm nhỉ. Đây này. Vâng, 85-100. Chúng ta hãy cùng điểm qua một chút nhà của các game thủ khác. Đây là máy của game thủ chim sẻ nhắn. Vâng, một tuần bị bắt những con nông dân. Tiểu Màn Thầu cũng là một trong những tay chủ lực của BB Club. Và thực sự trận đấu này Tiểu Màn Thầu đánh cũng khá hay. Vâng, Hào thì tham lai là 30. Chim Boy tham lai là 37. Vâng, cuối cùng đó là máy của game thủ U98. Một trận đấu siêu châu quân của game thủ U98, bởi vì ngay sau đây sẽ là một tuần ô quân bởi các thành viên của bên phía BB Club vào nhà của game thủ U98 ở trong trận đấu này. Cung đờ AC Dan, lạc đà của Persian trong tay của game thủ Mạnh Hào. Vâng, do BB hú được, và cuối cùng đó là cung đờ sen trong tay của game thủ Dương Còi sẽ ốp thẳng vào nhà của game thủ U98 ngay sau tuần đấu quân này thôi. Vâng, trước đó sẽ bị bắt quân bởi U98. Phải có người sang đỡ cho U98, nhưng nếu không thì có lẽ rằng siêu khó để có thể đỡ được nhà. Cực kỳ khó đỡ. U98 đã có một thế trận bằng đỡ nhà rất tốt. Vị trí đứng rất khôn khéo, nhưng vấn đề quân đội bạn vẫn đang ngấm mơn. Nở ra một tân quân nữa là khả năng. Vâng, như vậy là Tiểu Màn Thầu cũng đang có mặt ở đây. Không biết các thành viên bên phía TGTV có mang, vâng, có đỡ nhà cho game thủ U98 không? Nếu không thì khê. U98 mà bị mất nhà thì Tham Lai sẽ đè gập dành cho các thành viên của bên phía BB Club. Vẫn đang cố gắng rèn giữ. Vâng, tiếp tục một tân quân mới nữa ra, nở ra. Rất tốt. Vâng, nhưng bây giờ thì bị nature rồi. Vâng, không quá đông quân đâu. Thêm một tân quân mới như vậy là tiếp tục đẩy quân lên tới từ người cầm AC Dan. Lạc đà của BB. Một bài cầm rô man, nhưng BB có cực kỳ nhiều lạc đà. Đó là những con lạc đà hú được của Mạnh Hào, và cũng như là những con lạc đà hú được của game thủ Hello T-Boy. Vâng, bây giờ thì màu 2 T-Boy đang sang đỡ. Vâng, đỡ được trong tuần này. Đỡ được không? Vâng, vẫn đỡ được. Tốt.
Chị Bòi vẫn còn nhiều lạc đà. 71/136, bây giờ thì tạm thời là ok, vẫn đang ổn thôi. Phía bên kia sẽ phải là một thế trận đánh lâu dài. Có thể bên phía Team Game TV, vâng, hoặc là có thể ốp luôn vào nhà của người cầm AC cũng được. Khi mà Chị Bòi là người cực kỳ đông lạc đà, ốp luôn vào nhà của người cầm AC đang không. Khi mà đội bạn là người mất quân, vâng, đi thẳng luôn. Tốt. 77/148, đội bạn mất rất nhiều quân. Vâng, bây giờ thì có lẽ rằng tham lai cũng là một tham lai cân thôi, nhưng không, bị quýt rồi. 1-0 dành cho thành viên bên phía Team Game TV. Một tuần ốp quân không thành công tới từ các thành viên bên phía BB Club. Vâng, trận đấu bị đánh rất tốt, nhưng U98 cũng là người đánh cực hay.